Cái bà Vui này hay thật đấy. Hẹn 5 lần 7 lượt mà chả thấy trả lợi gì cả. Lúc vay thì ngọt sớt ra. Mày không phải nể nang gì hết. Phá khóa, khuân hết đồ ra cho tao. Có chuyện gì đấy các bà ấy? Bác Phương à, bác không biết gì à? Nhà bà Vui bị xiết nợ này. Chắc là có nhầm lẫn gì đây. Mấy hôm trước tôi gặp cô Vui, có vấn đề gì đâu? Nếu không phải, tại sao đám thanh niên kia mang kìm đến phá khóa nhà bà Vui? Ôi, người ta bị vỡ nợ, người ta bị xiết nhà, người ta báo cho bà chắc. Đúng rồi, 2-3 ngày hôm nay tôi gọi điện cho bà mà không liên lạc được. Mà sao lúc bây giờ tôi lại ngu thế nhỉ? Tự nhiên lại cầm tiền đến cho bà ấy vay. Này, bây giờ mà hỏi ra có khi là vay cả khu phố này cũng lên đấy. Đúng là lừa đảo cao thủ thật. Bà Vui không phải là người như thế. Bây giờ mọi chuyện chưa rõ ràng, các cô đừng có nói lung tung, rồi lại ảnh hưởng đến tình cảm hàng xóm láng giềng với nhau. Thế bác bảo nhà thì bị xiết, điện thoại thì không liên lạc được, thế không lừa đảo thì là cái gì? Hôm trước tôi gặp bà Vui, bà bảo là phải về quê mấy ngày để giải quyết công việc. Thôi được, để tôi gọi điện cho cậu Văn, cháu bà xem thế nào. Nhà mình với cô Vui là chỗ hàng xóm láng giềng bao nhiêu năm nay rồi. Cô ấy lại sống một thân một mình như thế. Những lúc như thế này mới phải quan tâm. Đừng sống vô cảm quá con ạ. Cháu à, có chuyện gì thế cô? À, cháu à, cô nói chuyện này, cô cho bà Vui vay một ít tiền. Nhưng mà thấy mọi người đang nói chuyện là bà ấy cờ bạc, bây giờ bán nhà trốn nợ, không biết tăm biết tích đâu. Thế bố cháu có nhà không? Cô Vui vay tiền thì liên quan gì đến bố cháu? Hay là bố cháu bảo lãnh cho cô Vui à? Có chuyện gì đấy? À bác Phương, bác có gặp bà Vui ý, bác nhớ bảo với bà họ em nhớ là không nuốt trôi tiền của em đâu. Muốn yên thân ý, thì phải gửi trả em ngay. Mà bác nhớ cầm giúp em nhé. Cô lạ thật đấy. Bố cháu có phải đi đòi nợ thuê cho cô đâu. Yên, chuyện đâu còn đó. Cô cứ về đi, tôi sẽ về quê bà Vui để tìm hiểu. Có gì tôi sẽ thông tin lại cho nhé. Em biết đâu là bà lại lừa đảo thế chứ nè. Đúng là chó cắn áo rách. Cô này lạ thật đấy. Tự nhiên sang nhà chó ăn bạ là sao? Thôi cô đi về đi. Thôi bây giờ em lên công an phường, em trình báo với công an phường là bà Vui lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bây giờ là cạn tình cạn nghĩa luôn. Em không làm phiền với bố con nhà bác nữa. Khoan đã, khoan đã. Cô chờ tôi một tí. Tôi trả hộ bà Vui số tiền đã vay cô. Ồ, em chỉ muốn đòi tiền bà Vui thôi. Bác trả hộ thế này em ngại quá. Cô cứ cầm lấy. Với lại tôi sống cạnh bà Vui mấy chục năm nay rồi. Tính bà thế nào tôi cũng biết. Cô bảo rằng bà ấy lừa đảo tiền người khác để cờ bạc là không có căn cứ đâu. Thì em thấy mọi người nói vậy thì em biết thế thôi. Cái căn bản nhà, lão chồng em ấy, ông ấy khó tính lắm, cằn nhằn suốt ấy. Thôi được rồi, cô cầm lấy về đi. Vâng, thế em xin bác. Sao bố dễ dàng đưa tiền cho người ta thế ạ? Con ạ, cô ấy vì giúp cô Vui mà gia đình lục đục có chuyện, nghĩ cũng tội cho cô ấy. Thôi, coi như mình giúp cô Vui lúc hoạn nạn thôi mà.